Thưa quý vị, theo thống kê thì toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 9.797 tàu cá, trong đó có 1.217 tàu đánh bắt xa bờ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 33.000 lao động trực tiếp trên biển. Ngư dân chính là đối tượng tiềm năng để phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều ngư dân vẫn chưa thực sự nắm bắt được đầy đủ thông tin về chính sách nhân văn này. Và do đó, để ngư dân mặn mà với bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa đã thực hiện nhiều giải pháp để phổ biến tới ngư dân, người lao động tự do tại vùng ven biển về những ưu việt của chính sách này. Ngư dân Đinh Văn Đức là chủ một tàu đánh bắt cá xa bờ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tàu cá của ông hiện có hơn 10 lao động, mỗi tháng đều có thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Từ trước đến nay, tàu của ông chỉ mua các loại bảo hiểm như thuyền viên, tàu cá, bảo hiểm nhân thọ. Còn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bản thân mình và người lao động để sau này hưởng lương hưu thì ông vẫn chưa biết đến. Tuy nhiên, ngay khi được cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền vận động, ông đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhưng mà muốn thêm dê, nhưng mà không biết cái cách nào để thêm dê. Thành thử chưa dám bên đây, cũng thấy giới thiệu bạn kéo cái gì thì cũng hiểu rồi, cũng muốn thêm dê thôi. Tôi thấy những người đi biển như tôi, khi về được hưởng lương hưu, có thể bảo hiểm rất tốt. Khi đi khám chữa bệnh, tôi thấy thêm dê bảo hiểm xã hội tự nguyện rất tốt. Đặc thù của ngư dân là quanh năm suốt tháng lao động trên biển, rất ít thời gian ở nhà. Chính vì vậy, để tiếp cận được những đối tượng này và tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì chị Dương Thị Hoài Nhi, chuyên viên phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa đã gặp không ít khó khăn. Nhưng với niềm đam mê, tâm huyết, chị đã tự đề ra cho mình những giải pháp để áp dụng nhằm tuyên truyền vận động những ngư dân tại đây thấy được quyền lợi ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia. Phải tăng cường đi xuống những cái nơi mà họ làm việc, những lúc mà tranh thủ những lúc họ cản cập tàu cập bến là mình đến gặp họ để mà cố gắng phát nhiều tờ rơi hơn hoặc là lấy số điện thoại. Để sau những cái lúc mà họ rảnh rỗi thì mình sẽ gọi điện mình tư vấn. Chứ còn trong những lúc bận rộn khi tàu mới cập bến thì để mà họ nghe mình nói thì có vẻ cũng hơi khó khăn. Bên cạnh đó, tính chất ngành nghề đánh bắt, phong tục tập quán cũng là những khó khăn, rào cản để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến được với ngư dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đối với cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì nó đang có những cái rào cản nhất định về cái phong tục tập quán địa phương từng vùng miền. Ví dụ tại miền Trung chúng tôi thì bà con chúng ta thì chưa có quan niệm là để dành để sau này khi mà đến cái tuổi nào đó về già thì chúng ta có một cái nguồn tài chính cơ bản để mà nuôi sống bản thân mình, chưa có đi sâu vào cái việc đó. Cho nên là cái việc mà chúng tôi đi tuyên truyền thì cũng có những cái khó khăn. Còn bà Nguyễn Thị Hiền là một tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại cảng cá Hòn Rớ. Công việc hàng ngày của bà chính là có mặt tại đây từ sáng sớm để tìm mua các loại hải sản chất lượng từ các tàu thuyền cập cảng. Nhà bà có chồng và con đều đi biển, thu nhập ổn định. Sau khi được tuyên truyền về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, sắp tới chồng và con đi biển về, bà sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mình và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì thấy rất là hợp lý và phù hợp với mức lương của người lao động á, thấy là tốt. Có nghĩa là vừa tham gia bảo hiểm cho mình về hưu trí này, vừa được bảo hiểm y tế hỗ trợ nữa thì quá may mắn rồi. Rồi về mình, tôi sẽ nghiên cứu và tham gia cho ông xã và gia đình trong nhà, mọi người trong nhà. Để bảo hiểm xã hội tự nguyện thấm vào mỗi người dân thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cần chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố cử cán bộ có năng lực, trình độ đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, gần gũi với bà con ngư dân để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa có ký chương trình phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để tuyên truyền, vận động, khai thác. Bên cạnh cái việc mà tuyên truyền tại các đồn biên phòng, tại các tổ dân phố ở thuộc cái vùng ven biển và hải đảo, thì Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa còn được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bằng cách là khi đi đánh bắt thì có thể phối hợp tuyên truyền và nhắc nhở là người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Không những thế, còn nhắc nhở người dân tham gia bảo hiểm y tế, bởi vì bảo hiểm y tế cũng rất là quan trọng đối với những đối tượng này. Có thể khẳng định, các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng và Nhà nước thực sự có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Để hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa cần tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, cũng như mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã, thôn, ở vùng biển để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó giúp bà con ngư dân, người lao động tự do hiểu rõ được tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là lợi ích lâu dài, là việc làm quan trọng thường xuyên, đảm bảo cho hạnh phúc, kinh tế của bản thân, gia đình và an sinh xã hội.